Hãy thực hiện một thay đổi nhỏ trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là trước khi đi ngủ, và tiền bạc sẽ bắt đầu đổ vào cuộc sống của bạn như là những dòng sông của sự phong phú vô tận. Tôi yêu cầu bạn không tin tôi lúc này, nhưng vào cuối video của ngày hôm nay, khi bạn thấy được kết quả, bạn sẽ tin tôi. Ngay trước khi bắt đầu, bạn hãy nghĩ về ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn trong cuộc đời bạn. Bây giờ, hãy chú ý, vì hướng dẫn của ngày hôm nay là vô cùng mạnh mẽ. Mọi thứ trong vũ trụ được tạo thành từ năng lượng rung động ở các tần số khác nhau, và tần số cá nhân của bạn là điều quyết định liệu bạn có thu hút được sự thịnh vượng hay là sự khan hiếm vào cuộc sống của bạn. Đó là tần số nội tâm của bạn và các mô hình suy nghĩ chi phối mà hình thành nên hiện thực tài chính của bạn. Khi bạn nghĩ và rung động, bạn sẽ thể hiện ra điều đó. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là cần phải điều chỉnh tâm trạng của bạn để rung động ở tần số của sự phong phú thay vì khan hiếm và hạn chế. Tâm trạng ý thức và tiềm thức của bạn thì liên tục thu hút đến bạn mọi thứ mà bạn tập trung vào. Cảm xúc và cách mà bạn cảm thấy là các chỉ số tốt nhất của việc bạn có rung động trong trạng thái phong phú so với sự khan hiếm hay là không. Nếu bạn thấy mình thường xuyên căng thẳng, lo âu hoặc là lo lắng về tiền bạc thì suy nghĩ của bạn đang hướng tới sự khan hiếm là chiếm ưu thế. Vì vậy, nếu như bạn đang mắc kẹt trong suy nghĩ về sự khan hiếm và bạn luôn nói là bạn nghèo khó, bạn sẽ chỉ thu hút thêm sự khó khăn về tài chính thôi. Như câu nói là, điều bạn nghĩ đến, bạn sẽ thu hút. Hãy thật trung thực với bản thân của bạn ngay bây giờ. Chú ý đến cách mà bạn cảm thấy mỗi khi mà tiền xuất hiện trong cuộc sống của bạn hàng ngày. Cho dù đó là một cuộc nói chuyện liên quan đến tiền, hay là thông báo từ ngân hàng cần phải trả một số tiền cho một cái gì đó, vân vân. Bởi vì tiền bạc là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, thay vào đó, hãy áp dụng cách tiếp cận thông minh là chuyển đổi ý thức của bạn để tạo ra nhiều thứ hơn từ nó. Bất kể là nghề nghiệp của bạn đang làm là gì, bắt đầu xây dựng một cuộc sống của bạn, từng suy nghĩ tích cực, nó sẽ xây dựng lên hiện thực tài chính của bạn bằng cách là tập trung vào ý thức, vào sự phồn thịnh và dao động ở mức độ của sự phong phú. Hãy comment xuống phần bình luận ngay bây giờ. Hiện tại tôi đang xây dựng cuộc sống của mình qua từng suy nghĩ một. Hiện tại tôi đang xây dựng cuộc sống của mình từng suy nghĩ một. Hiện tại tôi đang xây dựng cuộc sống của mình qua từng suy nghĩ một. Hiện tại tôi đang xây dựng cuộc sống của mình qua từng suy nghĩ một. Chúng ta thu hút những gì mà chúng ta phát ra. Vì vậy, chúng ta cần thay thế những suy nghĩ về sự khan hiếm bằng suy nghĩ về sự phong phú. Tôi đã nói với bạn về điều này rất lâu rồi. Thời gian trước khi đi ngủ là thời điểm quan trọng nhất trong ngày khi bạn nói đến định luật hấp dẫn. Hãy làm cho nó trở thành thói quen tự nhắc nhở mình rằng đây là thời điểm tạo hình quan trọng nhất. Những tư duy lớn của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã biết rằng việc mà kiểm soát suy nghĩ trước khi đi ngủ là rất quan trọng. Những nhân vật tôn giáo như là Chúa Kitô hay là Thánh Plato thì cũng nhấn mạnh về sức mạnh của lời cầu nguyện trước khi đi ngủ. Ngay bây giờ, hãy comment xuống phần bình luận. Trước khi đi ngủ là thời điểm quan trọng nhất. Trước khi đi ngủ là thời điểm quan trọng nhất. Trước khi đi ngủ là thời điểm quan trọng nhất. Điều này sẽ giúp bạn nhấn mạnh vào tiềm thức của mình rằng trước khi đi ngủ là điều quan trọng nhất. Một trong những cách tốt nhất để duy trì tần số sóng khi đi ngủ đó là cung cấp thông tin đúng cho tâm trí của bạn vài giây trước khi đi ngủ. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả một ngày của bạn, đặc biệt là trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi đi ngủ. Đó sẽ là nội dung mà tâm trí tiềm thức của bạn sẽ làm việc suốt cả đêm. Nhiều bậc thầy tâm trí và các nhà khoa học lượng tử cũng đã thảo luận về các kỹ thuật liên quan đến cơ thể năng lượng của bạn. Nó có thể rời khỏi cơ thể vật lý của bạn khi đi ngủ. Những thí nghiệm cụ thể thậm chí là còn chỉ ra rằng năng lượng này có thể di chuyển và truy cập vào các khả năng vô tận và mang chúng trở lại trong thế giới tỉnh thức của bạn. Vì vậy, dù có vẻ là hơi phi thực tế, nhưng tôi luôn khuyến khích bạn hãy mở rộng tâm hồn và thử trải nghiệm điều này cho chính bản thân mình. Bạn không có gì để mất mà.
Để thúc đẩy tiềm thức của bạn hành động, bạn không có gì để mất cả. Ngược lại thì bạn còn vô biên hưởng lợi từ sự hiểu biết rằng, để có thể tận hưởng được năng lượng cơ thể này, thực sự có thể rời khỏi cơ thể vật lý của bạn khi đi ngủ. Như được đề xuất bởi các lý thuyết như là lý thuyết của Dania Manlet, người đã làm việc với quân đội trên các thí nghiệm chỉ ra rằng, cơ thể năng lượng này có thể du hành đến các chiều không gian khác nhau và tiếp cận với các tương lai tiềm năng. Tri thức cổ điển như là sách của người Tibet về đời sau thì cũng mô tả rằng tâm hồn thì đi vào và đi qua xung quanh 40 ngày sau khi thụ tinh. Bất kể cơ chế cụ thể, rõ ràng rằng là chúng ta có một bản chất năng lượng vượt qua khỏi cơ thể vật lý mà nhiều nền văn hóa và văn kiện thường gọi đó là linh hồn. Linh hồn này dường như là một phần của người tạo ra, một tia lửa linh thiêng ở bên trong chúng ta. Ví dụ như Kinh Thánh thì nói, chúng ta được tạo ra từ hình ảnh của Đức Chúa Trời và hơi sống đã được thổi vào trong chúng ta. Hơi này thì chính là linh hồn của con người. Vì vậy, ngoài cơ thể vật lý, chúng ta có một cơ thể năng lượng hoặc là linh hồn con người, nó có thể rời khỏi cơ thể vật lý của chúng ta. Đặc biệt là khi chúng ta đi ngủ, nó có thể du hành để kết nối với vô biên những khả năng và đưa lại hiện thực mong muốn vào thời điểm hiện tại của chúng ta. Điều này khiến cho khoảnh khắc trước khi đi ngủ trở nên quan trọng hơn đối với việc thực hiện hóa. Ngay bây giờ, hãy cùng tận dụng thông tin này để áp dụng vào thực tế của bạn. Đầu tiên, hãy dành vài phút ngay trước khi đi ngủ để bạn có thể rơi vào trạng thái thiền một cách thoải mái. Bạn hãy ngồi thoải mái, nhắm đôi mắt của mình lại và bắt đầu hít thở sâu và chậm rãi. Tập trung vào hơi thở để làm dịu tâm trí và cơ thể của bạn. Hãy cảm nhận sự giảm căng thẳng khi bạn thở ra. Khi bạn cảm thấy tâm trí của mình ổn định, hãy bắt đầu tập trung vào cảm giác của sự biết ơn. Hãy suy nghĩ về tất cả những điều tích cực mà bạn có trong cuộc sống hiện tại, về sức khỏe của bạn, những người thân, tài sản và cả tài năng của bạn. Cảm nhận những cảm xúc của sự biết ơn. Bạn cũng có thể nói những câu chia sẻ, ví dụ như là: tôi rất biết ơn vì mọi thứ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi có trong cuộc sống của mình, tôi cảm nhận được sự rung động của lòng biết ơn. Thứ hai, bạn hãy viết rõ mục tiêu tài chính một cách cụ thể và số tiền mà bạn muốn có trong thực tế. Đặt cho nó một ngôn ngữ tích cực ở hiện tại, như thể là nó đã xảy ra rồi. Ví dụ như: tôi rất biết ơn với số tiền 100.000 đô la mà tôi vừa nhận được đầu tiên vào tài khoản ngân hàng của mình một cách bất ngờ. Bạn hãy ghi rõ mục tiêu tài chính này xuống giấy, hãy cụ thể về số tiền. Đừng ngần ngại hay lo lắng về con số, hãy cứ viết nó theo cảm xúc từ trái tim của bạn. Thứ ba, đặt tờ mục tiêu đã viết rõ này xuống dưới gối. Bạn cũng bắt đầu là đặt thêm một số tiền mặt ở dưới đó nữa. Việc có thêm những vật cụ thể này, nó khiến cho bạn gần gũi bạn khi bạn đi ngủ. Nó giống như là một lời nhắc nhở cho tiềm thức của bạn. Nó hấp thụ sự rung động phong phú này. Bây giờ, nếu bạn tình cờ mà thức dậy vào lúc giữa đêm, hãy tận dụng cơ hội để đọc lại từ mục tiêu tài sản tài chính của mình, rồi đắm chìm như là cảm giác bạn đã có nó trong hiện thực rồi. Hình dung và xác nhận nó đã thuộc về bạn. Điều này giữ cho tâm trí của bạn tập trung chặt chẽ vào sự phong phú và giàu có, thay vì là rơi vào tư duy thiếu thốn hoặc là lo lắng. Điều này đảm bảo vào mọi thời điểm bạn thức dậy vào giữa đêm, không quan trọng là mấy giờ, nó đều có thể sử dụng để củng cố sự rung động về mục tiêu tài chính của bạn. Hãy biến điều này thành một nghi lễ hàng đêm trước khi đi ngủ. Làm điều này một cách kiên trì theo thời gian, dần dần nó sẽ lập trình vào tiềm thức của bạn. Nó bắt đầu mong đợi và thu hút tiền một cách tự động. Hãy kiên nhẫn và kiên trì với việc thực hành này. Việc mà định hình lại tiềm thức của bạn là một quá trình không thể nào mà nhanh được. Nhưng mà sự lặp lại này sẽ đem lại kết quả đấy. Quan trọng nhất là bạn cần phải tách rời khỏi việc là bạn sẽ đặt câu hỏi là làm thế nào, tại sao, khi nào và nó đến từ đâu. Nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản là hãy sống trong khoảnh khắc và kết quả cuối cùng và trạng thái rung động như là bạn đã sở hữu được sự giàu có này. Hãy tin rằng sức mạnh tổ chức vô hạn của vũ trụ sẽ làm cho những cơ hội hoàn hảo để khiến cho bạn thực hiện được mục tiêu của mình.
Khi bạn duy trì sự rung động của việc có tiền, cách mà tiền sẽ đến thông qua sự truyền cảm hứng và trực giác tận cùng. Cuối cùng, hãy tạo ra thói quen thực hiện nghi lễ này, tưởng chừng như nó chỉ đơn giản là 5 đến 10 phút trước khi đi ngủ của bạn mỗi đêm. Hãy kiên nhẫn và kiên trì với nó. Quá trình thể hiện sẽ mất thời gian để thấm nhuần vào lập trình tiềm thức của bạn. Nhưng mà với việc thực hành thường xuyên, bạn sẽ từ từ nhận ra rất nhiều những cơ hội hấp dẫn và bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể sẽ nhận được những số tiền một cách rất bất ngờ thông qua việc như bạn đột ngột được thăng chức ở công việc của bạn, hay là nguồn thu nhập mới sẽ đến với bạn một cách không ngờ, rồi là ý tưởng về các dự án hay là doanh nghiệp của bạn có lợi nhuận. Hãy mở tâm trí với mọi cách tiền có thể xuất hiện trong cuộc sống của bạn, ngay cả khi là thông qua những phương tiện phi truyền thống. Chìa khóa nằm ở sự kiên nhẫn và kiên trì với thực hành này. Hãy thực hành nó mỗi đêm trước khi đi ngủ, không quan trọng là nó sẽ mang đến kết quả khi nào bạn nhé. Điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh với bạn là hãy kiên nhẫn và kiên trì thực hành. Việc định hình lại tiềm thức của bạn là một quá trình, nhưng việc lặp lại này sẽ đem lại kết quả. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thực hành nó trong suốt 21 ngày, 30 ngày, 50 ngày, 100 ngày và mãi về sau nữa, tùy vào những mục tiêu tài chính trong thời điểm đó của bạn, để thu hút những điều mà bạn thực sự mong muốn trong cuộc sống của bạn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong quá trình bạn thực hiện điều này, nếu như bạn có nhận được kết quả, hãy quay trở lại và comment một điều gì đó, bởi vì điều này sẽ là động lực rất lớn cho chúng tôi, những người làm kênh Hiểu Về Tâm Trí. Ngoài ra, đây cũng là nguồn năng lượng mà bạn phát ra để thu hút thêm sự giàu có đến với cuộc sống của mình. Đồng thời, nó cũng sẽ là nguồn động viên rất lớn, cộng hưởng năng lượng rất lớn và truyền cảm hứng cho những người tiếp theo. Biết ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn có một cuộc sống tràn đầy thịnh vượng và sự giàu có.